Thủ đoạn giả làm người quen để bắt cóc trẻ em trộm tài sản từ trước đến nay vẫn thường xuyên xảy ra. Và cũng với chiêu thức giả người quen này, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, nhiều đại lý phân bón đã phải dính bẫy lừa của một đối tượng lạ mặt. Theo đó thì hắn đã mua hàng thiếu rồi sau đó cao chạy xa bay. Phải nói rằng là nếu như chỉ lừa một cửa hàng thì không nói, nhưng đằng này nhiều cửa hàng cùng bị lừa với cùng chung một thủ đoạn như vậy thì quả thật là đối tượng này vô cùng ma mãnh thưa quý vị. Chiêu thức của hắn ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận của chúng tôi sau đây. Thời điểm giữa tháng 8, đại lý phân bón của gia đình chị Nguyễn Thị Tình ở ấp Ba Bét, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bỗng xuất hiện một đối tượng lạ mặt đến mua thiếu phân bón. Bằng cách nói lừa rằng mình có quen biết những người trong vùng khiến chị tin tưởng và bán thiếu cho đối tượng này 2 bao phân. Đã chở phân vô mấy lần rồi nên biết rẫy đó. 8 giờ sáng, tên đó vô nói là cho em thiếu 2 bao phân đương bỏ nhưng mà thiếu. Thì khoảng 4 giờ em cầm tiền ra em trả cho chị, còn trễ lắm là 8 giờ sáng ngày mai. Này thấy tên lạ mặt quá mình dữ hỏi á. Là anh ở đâu? Anh nói là em mới mua rẫy của ông Sinh gần ngay chỗ ông Chiến công an và ông Bảy Bẩn. Thì khu vực đó mình cũng đã biết khu vực đó chở phân nhiều lần rồi, nhưng mà thấy đối tượng này lạ mặt cho nên nói thì cũng rành khu vực này quá nên mình cho thiếu 2 bao. Chứ dừng lại ở đó, ngày hôm sau đối tượng lạ mặt này tiếp tục đến đại lý phân bón của chị Tình với thủ đoạn tương tự và lừa mua tiếp 6 bao phân hiệu DAB. Thế nhưng hắn đã một đi không trở lại, tổng cộng chị Tình đã bị mất 8 bao phân trị giá gần 7 triệu đồng. Không chỉ riêng chị Tình mà còn có các đại lý khác cũng bị dính bẫy lừa tương tự. Nó nói nó mua 2 bao phân DAB thì nó hỏi giá nhiều, tôi nói 2 bao này là 2 bao là 1,5 triệu. Thì chắc lên xe nó rồi, nó mới nói là cháu đi về hết tiền rồi. Để cháu về nhà cháu lấy tiền rồi cháu lấy tiền 2:30 cháu ra cháu trả chú. Hỏi nhà mày ở đâu, nó nói là trong xóm chú đây ngay kế rẫy Nhật Lùng với rẫy Nhàn Châu. Thì nó nói trúng tên thì chú thấy là chắc là người quen nhưng mình không nhớ mặt, không nhớ thôi. Vâng ạ, việc đối tượng trên có thể lừa nhiều đại lý cùng một lúc với cùng một chiêu thức giả người quen như vậy có thể nói là đối tượng đã quan sát và tìm hiểu khá kỹ những người sinh sống tại địa phương và cả những người khách thường xuyên lui tới các đại lý. Qua trình báo của người dân, hiện công an của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang huy động các lực lượng trinh sát mật phục truy bắt đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Sự việc tuy xảy ra ở Bình Phước nhưng chúng tôi thiết nghĩ là bà con miền Tây chúng ta, đặc biệt là các đại lý kinh doanh cũng cần hết sức cảnh giác, đừng để lòng tốt của chúng ta bị kẻ gian thừa cơ lợi dụng.